vào lúc 6 giờ ngày 4 tháng 3 vào ngày thứ 6, 6:30 đoàn sát diễn trọn tuần cải lương chung vô diệm. Cảm ơn quý vị khán giả. Thứ tư này đã có vé ngoài trung tâm rồi. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ trở lại chương trình thì tôi cho mời em ca một bài, một câu dạo cổ Lá Trầu Xanh. Ok, tại vì hồi nãy có chị nào đó yêu cầu My không thuộc thì em không thuộc, nhưng mà thôi em hát tặng cho chị ha. Em coi lời em hát tặng chị. Dạ. Tôi Châu muốn bật mí, Thiên Kim hứa rồi lần sau Thiên Kim sẽ lên cầm cái đàn tranh. Đúng rồi, đúng rồi. Đàn cái đàn tranh vừa ca vừa hát cho quý vị khán giả thưởng thức. Vậy mới được đúng không? Ba cha, đúng là nhà dân nhà nghề, đờn đồ luôn mới ghê đó chứ. Châu, chị có cái đĩa đánh đàn của Thiên Kim mà, có nghe ra cái đĩa. Em hứa rồi đó nghe, anh Tránh nói với khán giả em hứa rồi đó nghe. Ok, nhưng mà tại vì nhờ Luân với lại Trúc My em mới lên đây được cái chương trình ngày hôm nay. Thì nếu mà em sắp đàn lên thì em chỉ đàn cho hai đứa nó trước cả. Không còn cưng nữa, quên khen. Dự hát gì muốn không? Hả? Em sẽ đàn cho ba đứa em này trước. Tại vì nhờ có nói em mới có duyên đi tới đây. Dạ, nhớ cái. Bây giờ để trở lại chương trình thì anh mời Trúc My.